miền lương ở phía xa được bãi trong lúc cứ lương làm ở phía chúng nói khả ở cái nắp bạn cũng thường chết cứ miền ca chốt chơi được đôi ca con cho khi bị chia phổ rõ rồi trên đây cảm ơn cái nắp bạn cũng thường chết ai được thật ngon một tịch nít và cam cũng đây là bài hòng phòng để thích lương làm được về đại thuật mấy nít hai phí phí ở cứ ai hòng phòng để thích bằng lương làm khá được nông tịch ca phổ chia cứ được lạc đô là bó vui chủng nguồn nít bảo ta bảo vệ để lục lương làm hai cầm khăn nuôi chết cứ báo từ lương cam một cỏ cứ thôi ở ngang nên làm lăng các hai căn mà có tham là rồi không được là nên quay hát ở khang con của năm đầu vẫn nít với chúng ta thì chúng vai để quay nên nông dịch vía ở khu ở khu là cam nên ti mà rồi một hai phẩm bảy chạy vừa lá nên ti liên kia tập tài hai là nít ca chuông chuông cùng công để vừa lá nơi ai nhạc ca của nó ai liên mong phi nít cái năm phát từ cua chết nên miên ở riêng trong ta để tất ta được còn những kêu nên ai ai so chết được riêng trong ca phát sinh trong cuộc ta không trong được ta đi thì đi khai trong lại trong thật tôi được khai thi phi được thì liền vận tài ở đấy nít thì khai ra đi liên thay bán không quát luôn ca tôi bằng kẹt ở đấy nít ở trong bán tôi mọi tôi thì cái chôn đã có tăng lông lòng thì mong muốn nâng có to tài liên thực tiệm chung đặt ta ở miền phần thị ca ấy kết cái tôi là hai hai anh mua là hai hết mang thì đi liên thì tập tài mình tới ở miền ca ở chung chung là mùi tôi tin bạn xong chơi bạn mình đây à nói chuyện thì anh nhà tôi thì ní mình anh nhà có cái nạp bạc nhiều bài nạp đó với cả một mối tống hai tôi đã hai cái buôn cô sna tam thị trắng sạc tiền nạp có đối chức tam đồng thân sạc tiền nạp đi có một cái có hai cái trong cả chung chung là tam thị sạc cá tam thị trắng ai cái chung nên yêu bình bởi xa ông bạc nó chưa được công bậc xa đi thì ní công bậc xa khăn cứ nên chung luôn ta cũng mấy rồi tóc rẽ đi hãy sắp xong về chia sẻ mà chắc mà chỉ có bậc xa bằng cách nó làm này sao và chúng ta đang bắt đầu thôi Kusna cũng không tôi mà ông bắt sau này là bắt sau này là chúng tôi mới tập đẹp đi bà bà sân chỉ miên ca chụp chung đòi miên cho bắp na môi mình miên ca này nhá ta sự mặt cái ai những miên ca prapra cầm lăng tới với tiếp bà sân bà miên ca chụp chung gì tụm hôm thống hay giờ nơi tì liên bị chia thập tay nữa lấy tới ban rồng ca sơ bằng kênh là lao chấn ta chụp nói như rằng mấy bên lô bạc nói chuyện mà chỉ miên chân ca nhá tôi mình mặt cách tương chắc kia là cả đang bây giờ sao sắp xong xong để xong khai bằng rừng ca nó hoạt phát sân chưa bị xét lưu lưu tiên thì được tái đại diện ban bằng ra mai bằng làm tiết hả để dân mình ai ai miên sẽ cảm ơn kiểu vậy thì lưu tiên liên tự nhiên tầm tay được lại bàn kê rồi sẽ ở nhà thôi mình bằng cách nâng chắc thì tiên ca nó vẫn cũng khác thiệt là bà số mọc con lục bạc ប្រតិមិញនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំទទួលបានថាស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយជារួមថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងមកថ្លែងនៅមុខការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍ស្ត្រីម្នាក់បានបើករយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សគឺឆ្នាំ96ចូលមកកាន់លើស្ពាននេះតែម្ដងថាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះមានបង្កទៅជាយ៉ាងណាដែរលោកឆៃ បាទជាការពិតណាស់នេះគឺជារឿងពិតហើយហើយបង្កព័ត៌មានយើងឃើញថាមានតែអ្នកឆ្លាញ់ហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលម៉ាយពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់មិនមែនមានន័យថាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លួនឯងគឺពិតមិនទេដល់ការប្រពុតព័ត៌មានមានស្រីម្នាក់គាត់ចូលមកហើយគាត់បានលើកឡើងហើយថាទឹកដីនៃការរំដោះប្រជាជនមកវិញ คือคณะปฏิเสธการปฏิเสธคณะรัฐมนตรีให้ตึกใดนี้อำนาจนี้ซึ่งการเต็มที่ประชาปูรอดโดยฉะนั้นมีสิทธิ์ในคณะปฏิเสธทางนามมวยมาเพื่อที่ให้การไต่ชาวลาวนี้จะไปบ้านสุดล้างให้อย่างง่ายน้อยยิ่งเคยค่ะต่อเมียนหรือซ้ำซอกหรือว่าคณะปฏิเสธเช่นมองเพื่อการให้ทหารกรมเตรียมเตรียมสมัยมีสิทธิ์ช่วยจะต่อให้อย่างเชื่อประชาชนได้กดจะเนี่ยความโกรธต่อคณะปฏิเสธ ก็จับตุกทานนี่คือเชี่ยหลับไปเนี่ยในโยบายจับตุกทานมีการต่อเพียรยาทบมากไปเอาโจมมุกต่ำไปต่ำไปแต่จะให้ทักษะชุบชุบมวยต่อการอย่างเดียวการเอาโยกเล่นเนี่ยต่ำไปเนี่ยได้โจมมาคุณตาออกหลบคนได้อย่างนั้นเอาอยู่ขึ้นแบบพวกความเนี่ยจะมาหน้าทาเชี่ยหลับไปในโยบายหรือก็เชี่ยในการจะให้ทางจะให้ทับเชี่ยเลยใต้จะลงเงินลงเงินจะให้อ่างที่เหนือเตะนี่พวกความเนี่ยได้อย่างนั้นเอาอยู่ขึ้นใช้ในมองประมาณจุดนับ ยุคเพิ่งทหารยาโทรข้างกำลังสองคันบนติ้งโลกกับบ้านเนี่ยจะหายคาต่อไปจะชุบชุมนาบุ้นแต่ขึ้นจะหายคาขึ้นปั๊บโดยหลบลองในบางบ้านเลือกรายของบ้านในนี้คือเมียนผัวเชื่อผัวรอดประมาณสิบปีไปเนี่ยตามโรดบัวได้ตั้งใจอย่างนั้นเราจะท่อมาหน้าปฏิทินนาแต่จะเมียนไปในการปักเป็นเช่นได้อย่างนั้นก็ได้ตามบุคคลประมาณปีนี้ที่ไอเกรดโดยที่ลูกคนนั้นต้องพูดความเลือกรายการปฏิทินใหม่ในนี้กับบ้านเลือกรายให้ค้า
dương tập trung cao độ tiếp cho sẽ bóc tay đào sự kiện chi là viên cái nắp bạn được bài từng quý hai tập trung nét tập trung tập nhiên để cái hai tháng tập bay hà ni đại hai rút kiếm để dự ban một ngày nít thì sắp sang cái địa ca tranh thì người ca chụp chung được phần này hai bậc cao một thúc qua được nhiên mới chết trên mặt tôi một biết há nét vị thế ai biết ban lên lại phát ra tranh một số ca to ba tay chụp mấy phẩm ram là được như chúng tôi nhìn toàn tập ít chung chung tập tam có bậc ca đây là cái lên ca địa ca ông ca thạc chụp chết lúc say qua cái gì phong thì đi đế là làm sang ca rong sang sport và ông ca thạc chụp chết nhưng vọt nhiên lên thì cảm chỉ hai chúng muốn chụp trang bằng sky này thôi là chỉ hai tháng là thiết bị chia tập tay người sức tại đây thiết nông cao bị chân một cách học tiệp đó thì là những cái bao nhiêu liên bị chia tập tay dạng làm mình và tay cao bị chia mấy mấy những ai làm một phát thì làm một tay thôi không lúc mà mình được ra hai tháng cái nắp sạc mình dốt bài thì tôi thì nắp sạc thì chưa chết chưa có co rưỡng gì được luôn ấy hai lúc mang chấp tục hai cái nắp sạc thì chưa chết chưa chịu phục đào tí cái lòng mà cái gì nắp sạc thì chưa chôn còn những cái trò chá phần tay cái nắp sạc thì chưa chết có bán bất cả cho bất cả với nội dung từ tám លោកកឹមសុខាមានអវត្តមានមកលោកបានចេញទៅកែប្រទេសហើយរួចទៀតប្រឡងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានមានការផ្សាយទៅតាមទៀតណាស់ដែរលើចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយច្រើនទេលើចំណុចនេះខ្ញុំចាំមើលសកលមកទីនេះដល់នៅទឹកតាតព័ត៌មាននៅក្រុមមានការលើកឡើងពីចំណុចអ្វីខ្លះជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណលោកវិឆ័យចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែស្វាហ្នេះសូមអរគុណប
វេលាម៉ោង2មានន័យថាថ្ងៃនេះកម្មករនឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេរីរដ្ឋបាទងាកទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកម្មករបានធ្វើពិធីបាំងស្គូលចំថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកកំរងស៊ីនិងលោកកំសុខានៅថ្ងៃទី1ឧសភានេះបានដឹកនាំក្រុមការងាររបស់ខ្លួនចុះទៅផ្លូវវិញស្រេងដើម្បីធ្វើពិធីបាំងស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រាដែលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរក្សាសន្តិសុខកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014នេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងអនុប្រធានគណៈបកលោកកំសុខាត្រូវគេឃើញបានទៅដល់ផ្លូវវិញស្រេងនៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកគូរំលឹកថានៅក្នុងប្រតិកម្មប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសមាជិករដ្ឋសារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅលើផ្លូវវៃស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងមកនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្នុងនោះសមាជិកជាច្រើនអ្នកក៏បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលផងដែរគូបញ្ជាក់ថានៅរសៀលថ្ងៃទី2ថ្ងៃនេះលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានគឹមសុខានឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅចាក់អង្រែលើចាយើងបន្តមកកាន់